với channel Tô Bé Trang trên kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu và hoàn thành cho bức tranh, đó là về hình ảnh của một hộp kẹo hình trái tim nha các bạn. Và sau đây thì các bạn hãy theo dõi hết video để biết cách mình sẽ tô màu và hoàn thành bức tranh nhé. Tiếp theo mình sẽ tô đến màu tím cho hình trái tim nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ